Những năm gần đây, tình hình thiên tai trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên diễn biến cực đoan khó lường, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Để hỗ trợ lực lượng xung kích phòng chống thiên tai tại cơ sở, lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai. Ngày hôm nay, mùng 2 tháng 11 tại huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị tập huấn thực hành nâng cao năng lực phòng chống thiên tai. Thống kê của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, từ đầu năm đến nay, khu vực Tây Nguyên đã xảy ra 11 trận mưa lớn, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất, 14 trận dông lốc, sét, 211 trận động đất làm 5 người chết, hơn 200 nhà bị sập và hư hỏng, và nhiều thiệt hại khác, ước tính tổng thiệt hại khoảng 45 tỷ đồng. Đặc biệt, trên địa bàn huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum, đã xảy ra liên tiếp các trận động đất và xu thế gia tăng cả về tần suất và cường độ. Trong đó, trận động đất có độ lớn 4,7 độ Richter xảy ra vào ngày 24 tháng 8 năm 2022 là trận động đất được ghi nhận lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Kon Tum. Dù chưa gây thiệt hại về người, cơ sở hạ tầng, nhưng cũng gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tâm lý lo lắng đối với người dân, học sinh trên địa bàn và có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hồ đập vùng hạ du. Thông qua lớp tập huấn sẽ giúp cho cán bộ lực lượng xung kích phòng chống thiên tai ở cơ sở nâng cao năng lực ứng phó, góp phần giảm thiểu thiệt hại. Tiếp tục, huyện sẽ xây dựng kế hoạch xuống cơ sở tới tận xã, tận thôn để tập huấn nâng cao cái nhận thức về các phương án phòng chống ứng phó thiên tai, đặc biệt là các rung chắn trong thời gian vừa qua. Trong cái tập huấn đợt này thì cũng Trung ương cũng đã ban hành một cái bộ tài liệu hướng dẫn về các cái việc xây dựng nhà ở cái vùng có nguy cơ xảy ra động đất, thì trên cơ sở cái việc xây dựng nhà ở này thì địa phương cũng sẽ triển khai ở cấp xã, cấp thôn để chúng ta củng cố lại nhà cửa, rồi tập huấn hướng dẫn cho bà con các cái phương án phó. Và sau cái tập huấn này thì Ủy ban huyện sẽ tiếp tục để xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện những cái nội dung mà Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai của Trung ương, tỉnh đã triển khai ở địa phương. Lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã có vai trò nòng cốt thực hiện phương châm 4 tại chỗ ở cơ sở, là lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ phòng ngừa như tuyên truyền, rà soát các vị trí xung yếu và các nhiệm vụ ứng phó khắc phục hậu quả, khôi phục đời sống sản xuất của nhân dân. Đây là lực lượng phản ứng nhanh, kịp thời xử lý các tình huống khẩn cấp ngay từ giờ đầu trước khi có lực lượng bên ngoài tiếp cận. Từ thực tiễn đã được ghi nhận, lực lượng này đã phát huy hiệu quả rõ rệt, nhất là trong đợt mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và lũ lụt nghiêm trọng tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong những năm qua. Xuyên là theo dõi diễn biến của thiên tai và trang bị cho mình những kiến thức, trước hết là ứng phó với thiên tai và kỹ năng ứng phó, rồi chủ động cái phương án để khi thiên tai xảy ra là kịp thời ứng phó, và kể cả cái phương án là khắc phục hậu quả sau thiên tai xảy ra. Đây chính là một cái thông điệp cũng như là một cái chủ trương lớn mà cái chủ đề mà Liên Hợp Quốc cũng đã lấy làm chủ đề cho cái năm phòng chống thiên tai của năm 2022, đó là cảnh báo sớm và hành động sớm. Đây chính là chúng ta đã triển khai một cái bước để thực hiện cái là hành động sớm trong cái ứng phó với thiên tai. Trong đợt tập huấn lần này, các lực lượng tham gia không chỉ được bồi dưỡng các nội dung lý thuyết mà sẽ trực tiếp được thực hành, triển khai diễn tập với mưa lũ và ứng phó với động đất tại huyện Con Plong, nơi đang được xác định là điểm nóng động đất tại khu vực Tây Nguyên.